Đoạn ghi âm mới của em đạo hỏi thầy Minh Tuệ ngày mồng 1 tháng 12. Mời cô chú, anh chị và các bạn cùng nghe ạ. Con có câu hỏi này con hỏi thầy một chút xíu. Cũng nhiều người muốn muốn biết là sau này thầy đi Ấn Độ rồi thầy có vòng về lại Việt Nam không? Đi Ấn Độ, đi bộ hành đi Ấn Độ, nếu mà đủ duyên thì đi chỗ này chỗ kia theo duyên mình mà cũng có khi về. Cũng dạ. Có khi không về, dạ. Hữu duyên chứ lỡ chết hay sao về được nữa. Dạ. Còn sống hay là còn thở thì vẫn còn học tập thì hữu duyên với mọi người thì vẫn về. Dạ. Dạ, chứ còn mình con thì không có hứa hẹn để đi rồi về. Dạ. Tại vì mọi người vô thường nó đến thì nói chung là còn được thở, còn được ấy thì đi. Dạ. Đi ngày đấy, học ngày đấy, về ngày đấy, chứ cũng không nói là đi rồi buộc phải về. Dạ. Đều do duyên, hữu duyên. Trên đường đi mà hữu duyên ghé qua bốn tích thánh tích đấy xong. Xong vâng. Rồi lại đi có thể là đi chỗ khác nữa đúng không thầy? Vâng, có thể đi sang đất nước khác. Dạ. Có thể đi sang nước nói chung là hữu duyên trên thế giới, đi được chỗ nào mà thuận đường đi mình cũng đi. Dạ. Hoặc là nếu mà không còn không ấy thì mình lại trở về. Dạ. Và cái gì tại vì ra là theo quy luật quốc tế, dạ. Chứ không phải là tự mình muốn, mình cũng đi muốn rồi đấy, nhưng mà cũng phải hợp với quy định của quốc luật pháp. Dạ. Dạ. Và ngay lúc này thì là thầy cũng rất muốn đi Ấn Độ nhưng mà phải phải làm đủ các giấy tờ thủ tục xong rồi mới đi đúng không thầy nhỉ? Vâng, phải làm hiện tại thì nhờ anh Báu ấy, dạ. Nhờ anh Báu. Anh làm thủ tục giấy tờ cho xong nhưng mà con thì muốn là đi từ Gia Lai, dạ. Đi từ đây đi nhưng mà sợ mọi người đông người rồi không đảm bảo an ninh thì đi xe chạy lên cửa khẩu rồi đi thì lại hạ sách. Dạ. Được tốt đẹp thì mình không phải đi bất kỳ một phương tiện xe nào đảm bảo an ninh và mọi người giúp đỡ hay là đi, nói chung là quyền đi ở trên đường đó là quyền của mọi người, dạ. Ai cũng được đi cả, nhưng mà mình làm sao mà đảm bảo an toàn với trật tự xã hội, dạ. Thì các cơ quan họ không phải lo lắng, chứ còn mình đảm bảo trật tự và thấy bình yên thì không có vấn đề gì xảy ra hết. Dạ. Vâng. Dạ, con cũng hỏi thầy một chút xíu là mấy ngày vừa qua thì cái thời tiết ở đây nó thay đổi á, nó gió như thế này á, thì tình hình sức khỏe của thầy là có tốt không? Vâng, tình hình sức khỏe cũng tốt, gió lạnh nhưng mà đều tốt đẹp cả. Dạ. Không vấn đề gì. Dạ. Vậy chỗ mà thầy ngồi ngồi đấy là buổi tối là cũng không có lạnh lắm đúng không thầy? Vâng, tối cũng không có lạnh lắm, 3 y đủ rồi. Dạ. Vâng. Dạ, thì con cũng cảm ơn thầy rất nhiều nhé. Con chúc thầy là ngày mới là thật nhiều sức khỏe nhé thầy nhé. Vâng, A Di Đà Phật. Dạ, dạ. Nghe thầy tâm sự mà thương quá, mọi thứ đều vô thường. Thầy không hứa trước điều gì, mong mọi thứ sẽ tốt đẹp đến với thầy, anh Di Đà Phật. Còn đây là những hình ảnh các sư nhỏ bên Ấn Độ. Mời cô chú, anh chị và các bạn cùng theo dõi ạ. Cái quan trọng mình được các thầy xuất gia có nghĩa là mình đã thực thụ là một người đã được xuất gia. Tu sĩ. Một tu sĩ chính thức. Còn vấn đề mình thọ giới là mình sẽ từ từ tu tập rồi mới thọ tới thọ giới tỳ kheo ngay tắc, các bạn sẽ làm sao, hiểu không? Dạ, dạ, con hiểu, con hiểu. À. Dạ. Chứ không phải mới xuất gia có 250 giới, không phải vậy, dạ, hiểu không? Dạ. Dạ. Cái quan trọng là cần phải có tam sư thức chính, mấy người quý thầy lớn làm lễ cho mình được cái giới thọ giới để mình xuất gia thực thụ. Để chứng minh mình là một vị tu sĩ. Ừ, chứ đừng nói mình tự cao đầu đắp y, cái đó là không có được. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Tôi là người sắp xếp cho quý thầy để được thọ giới mà. Thì nói chung là sư ông là thương như là muốn tâm sư thất kiến như là để mà chứng minh cho mình. Chứ nếu mà thật sự mà nghĩ là mình ủa không có thầy, không có tự cao đầu nó không được. Dạ. Dạ. Cái quan trọng lắm đó, ai cũng phải cần có các thầy làm lễ cho mình xuất gia. Dạ. Như con biết là một, chỉ cần một vị tỳ kheo là đã đủ không, rồi, chứ đâu cần càng nhiều càng tốt mà. Dạ. Còn bởi vậy ấy, các vị thầy lớn là mình có duyên lắm. Dạ. Đó có phước, gặp ít là mình cũng có phước đâu. Dạ. 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 Mai tôi sắp xếp 3 giờ rồi. Dạ. Không có thay đổi được. Dạ, rồi. Dạ, đi dạ. Chung với thầy để đi chung. Dạ, dạ, dạ. Dạ, cho bài quý Phật con biết. Dạ, A Di Đà Phật. Con đã đi tu mười mấy năm rồi. Rồi. Nhưng mà
năm nay là được đi theo sư phụ Minh Tuệ, rồi được biết sư Như Ngộ với sư Tâm Dũng. Thầy pháp danh gì ấy? Con là Tịch Quang. À, Tịch Quang. À, nhưng mà con cũng chưa được có cái cơ duyên để mà thọ giới tỳ kheo. Thì cái điều này con đã nghĩ từ lâu rồi. Lúc nãy sư Tâm Dũng có nói là ngày mai đi sang chùa Myanmar để thọ giới tỳ kheo, có giới đàn trang nghiêm. Thì con cái đó là phải làm đúng rồi nên đó. Dạ, con thấy con muốn đền ơn Phật, con muốn tu hành tinh tấn, con muốn đền ơn chư Phật bằng cái việc con tu tập, rồi con kiếm cái con đường giải thoát. Dạ, con cũng cậy nhờ sư ông. Rồi có duyên gặp tôi sẽ ngày mai giúp cho đến thọ giới chung với hai Như Ngộ và Tâm Dũng. Dạ. Tam sư thất chúng tại chùa Miếng Điện. Dạ. Dạ. Còn hai quý thầy người. Dạ, con thì cảm ơn hòa thượng. Dạ, con thì mai con chắc con cũng thưa mấy ông là mai con. Hả? Quy y hay là xuất gia? Tức muốn xuất gia. Thầy ở đó chưa có xuất gia hả? À, con thì con xuất gia rồi nhưng mà con hồi giới xuất gia. Bây giờ con. Nếu mà xuất gia rồi có thầy rồi làm sao xuất gia lại? Nhưng mà con đi hồi giới thì kheo. Không phải đây, không phải thọ giới tỳ kheo. Ở đây là cho mình thọ giới phục thụ là người xuất gia. Chứ đừng để người ta nói mình cạo tự cạo đầu đắp thi. Cái đó không nên. Hiểu không? Cái này là để cho người ta thấy rõ ràng mình có thọ giới tỳ kheo. Có cạo đầu mà có quý thầy tam sư thất chứng là người ta đồng ý để cho mình xuất gia, để cho mình tu hành suốt cuộc đời tu giữ cho nó tốt. À, quý lắm mới được xuất gia mà có quý thầy chứng minh để làm cho mình là một điều rất là khó duyên, cũng hay dễ đâu á. Dạ. Cậu hiểu không? Dạ, con thấy đây là một cái phước duyên chắc trong quá khứ. Thì tôi lúc nào cũng sẵn lòng quý vị. Dạ. Bất cứ ai muốn xuất gia là lúc nào cũng sẵn lòng để mà làm hết. Dạ. Con thấy cuộc đời con cái mình còn lại cái việc tu tập và kiếm cái con đường giải thoát như Đức Phật đã chỉ dạy thì con thấy là tốt đẹp. Con thấy con nên làm cái việc này. À, đầy đủ trên anh xin. Rồi rồi vậy ngày mai 3 giờ đó nha. Ngày mai 3 giờ là quý thầy cùng đi tôi phải chuẩn bị nha. 3 giờ chiều. Bây giờ sao quý thầy gặp đó thì sao, gặp thì sao, hẹn thì sao. Ngày mai đi được tắt rồi. Không, khi mà mình đi nhận cho người ta xuất gia lại là phải xả y này. Dạ, người ta dạ. Cho mình cái y mới đó. Dạ. Rồi 3 giờ chiều mà xin không? Đó, 3 giờ chiều hẹn rồi, hẹn người ta hết rồi, chùa người ta sắp xếp 10 vị tăng rồi. Dạ. Bây giờ con đường xá con chưa biết á, tốt nhất là con đi theo hai sư đây để con mai con có đủ thời gian để con đi kịp với sư không? Thì ngày mai có hẹn đi chung không? Con nghĩ là thầy, ngày mai là mình bắt chính thức là xuất gia thọ giới luôn đúng không? Không phải thọ giới là, đúng rồi, là mình xuất gia thật thụ luôn á. Là mình sẽ nhận cái người mà xuất gia đầu tiên giống như là sau khi ví dụ mới bắt đầu là làm người xuất gia chứ không phải là họ giới 250 giới là sao nữa, đâu có mới vô mà 250 giới liền. Phải sa di trước mới đầu sẽ thọ giới sa di. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video, chúc các sư luôn tinh tấn tu học. Nam Mô A Di Đà Phật.